giai đoạn tốt như vậy thì chúng tôi nghĩ để phục vụ chống dịch thì chúng tôi huy động hết tất cả, kể cả nhân lực, kể cả vật lực, những cái gì mà giúp cho chống dịch được là chúng tôi làm. Thì chúng tôi huy động tất cả cái lượng vải nano mà dành may cái áo là sơ mi đó để phục vụ cho cái việc may khẩu trang này. Thì hiện nay số lượng là chúng tôi làm thì có được hơn 2 triệu chiếc.